Sáng nay, ngành y tế quận Cẩm Lệ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thí sinh và người làm công tác thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, quận Cẩm Lệ có 3 hội đồng thi tại 3 điểm trường: trung học phổ thông Cẩm Lệ, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Khuyến và trung học cơ sở huyện Văn Linh, với 1.082 thí sinh và 201 cán bộ giáo viên nhân viên làm công tác thi. Quận Cẩm Lệ chọn điểm trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh số 2 đường Trần Ngọc Sương để tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho 1.292 thí sinh và người làm công tác thi nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong đại dịch. Sau khi lấy mẫu, mỗi cá nhân được cơ quan y tế yêu cầu phải tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.